sử dụng dưỡng da. Bây giờ tối nay mình nói với các bạn một số cái thực phẩm chức năng, một số bạn là cũng còn chưa có hiểu. Nói về cái các bạn đang cần nói về cái IQ, cái bộ não, cái này nam nữ thì đều dùng được, trẻ con trẻ em dùng cũng được, nhưng mà phải trẻ em trên 16 tuổi mới được dùng nha các bạn. Dưới 16 tuổi không được dùng nha, phải trên 16 tuổi mới được dùng. Tại cái loại này là thực phẩm bổ sung sức khỏe, là nó là IQ, là tăng cường cái DHA. Cái này dành cho những cái người lớn tuổi mà hay bị hoa mắt, hay bị chóng mặt, lúc lúc nhớ lúc quên, khi nào thích nhớ thì nó nhớ, mà khi nào thích quên thì nó quên, gọi là nhớ nhớ quên quên. Tôi vài bữa nữa tôi uống mấy cái kia xong rồi tôi cũng uống cái này. Thỉnh thoảng mình bỏ đồ đó một hồi cái mình lại quên. Trời, cái kiểu này là tôi chết dở rồi, tôi mà quên là coi như là xong luôn. Quên gì quên chứ đừng có quên khán giả đặt hàng nha. Đừng có quên giờ livestream là được rồi. Đó. Thì cái này á, là dành cho mình cái kiểu như mình hoa mắt, mình chóng mặt, rồi mình là thỉnh thoảng mình thấy nó cái đầu mình nó đau đau, hoặc là mình lúc nhớ nhớ lúc quên quên thì nên dùng cái này. Dùng cái này. Chứ đừng có đợi cái lúc mà đừng có đợi lúc mà nó xảy ra việc rồi thì mới mới dùng. Từ lúc đó nó đã nặng rồi. Cái này nó bảo vệ sức khỏe là chúng ta phải bảo vệ từ xa. Mình người lớn tuổi chúng ta thì hay dễ bị cái bệnh Alzheimer, tức là cái bệnh mà lúc nhớ lúc quên. Chuyện ngày xưa thì trong thời cổ đại thì nhớ kỹ lắm, mà chuyện bây giờ thì quên, nhiều khi nhìn con nhìn cháu không nhớ. Ở mày là đứa nào? Chết dở luôn. Thật sự là có người vậy rồi đó các bạn. Tôi đã thấy rất nhiều người rồi, cho nên tôi thấy cái này tôi rất mừng. Các bạn mà khoảng từ 50 mấy trở đi hay là 40 mấy gì đó, tuổi trẻ bây giờ cái ăn uống bây giờ, cho nên nếu mà uống được cái này là không phải là thuốc, thực phẩm bổ sung sức khỏe thôi, tôi không có bán thuốc. Cái này nên uống, không giá nó bao nhiêu tiền, 450 ngàn một hộp hai lọ 30 viên. Nếu mà chúng ta uống mà chỉ để mà giả sử nhẹ nhẹ chúng ta chỉ uống bổ cho bảo dưỡng thôi, thì một ngày chúng ta chỉ uống khoảng 1-2 viên có hướng dẫn này nè các bạn. À, này mới sản xuất ngày 25 tháng 4 2024, và cái đáp sử dụng là ngày 25 tháng 4 2027, có nghĩa là mới sản xuất được có 2 tháng à, 1 tháng rưỡi rồi. Chúng ta bên đây là mới ngày 1 tháng 6 à, nó ra ngày 25 tháng 4 2024 xuất xưởng. Cái này là các bạn này uống là hai người lớn thì uống 2 viên, 2 viên, 2 viên, hay mà là chúng ta là uống một lần mà 2 viên nha các bạn. Trong này nó có hai lọ, nó có 1 viên màu đỏ, 1 viên màu xanh đó. Thì một lần chúng ta uống 2 viên, một ngày uống một lần uống 2 viên, uống cùng 1 viên đỏ và 1 viên xanh, chứ không phải lấy 2 viên đỏ uống mà cũng phải lấy 2 viên xanh uống. Trong này nó hướng dẫn rất là rõ, nó hướng dẫn rất là rõ. Các bạn thích hơn mình khui ra lọ đi, khui luôn cho bán, mà phải khui chứ không dám khui sao được. Ôi nhà mình mà mấy cái này là uống hết rồi. Ông em mình nó cũng lấy ra uống. Mấy đứa cháu mình nó còn xin nó uống để không. Nó còn học nhiều con đau đầu quá. Nó 2 mấy tuổi rồi. Con trên 16 tuổi thì cho con uống đi. Nói gì vậy? Cho con tăng cường sự thông minh một chút. Bởi vì nó uống ở đâu có trả tiền đâu. Cho nên nó cứ qua nó nói một hơi. Cái nó lấy một hũ thì nó lấy một hộp cái nó uống. Mở căng lắm. Ở đây đi. Mạt đó nè, mình phải lấy dao mà kéo. Đây. Cái này nó có những cái chất của Hàn Quốc nha các bạn. Của Hàn Quốc này, nhà máy Hàn Quốc nó sản xuất tại Việt Nam. Một cái lọ này là viên màu màu xanh, một cái lọ này là viên màu đỏ. Mỗi lần chúng ta uống 2 viên. Lấy 1 viên này và viên này để uống. Đó. Trong này nó có thẻ bảo hành luôn, mà nếu mà có những chất cấm mà sai với quy định của Bộ Y tế thì nó sẽ đền tiền cho mình 50 triệu. Đây là sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn quốc tế GPP,
tiêu chuẩn quy định nè các bạn. Và đó giờ mình có khui, bữa nay mình chưa khui cho các bạn đúng không? Nghĩa là mỗi lần một ngày chúng ta uống 2 viên, một lần lấy 1 viên này và 1 viên này uống nha, chứ không phải là uống một hũ mà uống 2 viên đâu. Đau nửa đầu, uống ngủ ngon hả? À, anh Thu à, anh đã mua rồi à? À, bạn bạn anh Thu này mua rồi à. Thấy không, cho nên là nên mua cái này uống đi. Chị giảm người coi kênh rồi, thôi kệ cái bài cái, tùy theo chủ đề chứ. Cái kênh Thái Dương này đa số là mấy người chỉ khoái coi nhà số 5 thôi à. Thôi kệ chuyện không sao các bạn. Nielsen của mình đã gần 90.000 người rồi, phải không? Bao nhiêu đổ cơm? Năm mấy rồi hả? Nielsen lên, nói thật sự. Ăn thua gì? Kênh kênh này kênh khác kệ vậy. Hôm nay công an Huế khổ đúng không các bạn? Đó, nè. Các bạn nào hơi bị đau đầu á nha, choáng váng mà hoa mắt là nên uống đi các bạn, để hỗ trợ. Nên uống đi, chúng ta uống một liệu trình khoảng chừng, bạn nào nhẹ nhẹ tôi uống một liệu trình 2 hộp rồi chúng ta nghỉ một thời gian rồi chúng ta uống lại, chứ không phải uống liên tục. Không, để cho cái não, cái tế bào não chúng ta nó bị lão hóa, nó bị teo lại, chúng ta làm cho nó ngủ quên, chúng ta làm cho nó thức dậy, tỉnh táo dậy. Cái này chúng bạn nên dùng. Còn mấy người phụ nữ thì nên uống Echo E3 này nha, cái nội tiết tố này nè, mình đang uống, hình như bữa nay mình uống được hơn nửa hộp rồi. Mỗi ngày mình uống 1 viên, uống sau khi ăn thôi, uống sau khi ăn mình nên dùng cái này. Đâu có, các bạn nên bảo vệ sức khỏe bên trong, đừng có đợi tới có bệnh. Người lớn mà nó có bệnh một cái rồi là hồi nó đẻ ra bệnh này bệnh kia tùm lum hết. Cái omega này á, omega 3 thì nó hỗ trợ cho mắt, và thứ hai là nó hỗ trợ cho đặc biệt những người bị bệnh về tim mạch, huyết áp cao, nó đặc biệt là những người bị mỡ trong máu các bạn, nó giúp cho cái cholesterol của chúng ta điều độ lên đó, cho nên các bạn nên uống cái này. Nó chỉ có 150 mà nó tới 300, 100 viên đấy, nó viên nang, riêng cái viên này nó tan trong giờ, nên các bạn uống cái này á, là phải uống giữa bữa ăn, hoặc là nếu quên thì vừa ăn xong là phải uống liền để cho nó cùng theo thức ăn, để mà nó tan trong dầu nha. Những cái khán giả mà rời đi á, là những cái khán giả đó mình không tiếc đâu các bạn, bởi vì họ họ không phải là cái tầm hiểu biết nó có giới hạn, cho nên thôi chúng ta ai thích ở ở thích đi đi, có duyên. Cái này là cái nó được khẩu mà nguyên liệu làm từ cái loại cá mà lấy cá hồi á, mà lấy ở bang Alaska, trên các bạn nên sử dụng cái này. Chứ nếu các bạn dùng sản phẩm bên ngoài nhưng mà không uống bên trong thì nó không có cái ăn trong, nó mới là cái nội lực của mình. Riêng cái này tôi thấy một số bạn hiểu biết thì có tiêu có dùng cái này. Cái này là cái phần mà dùng cho phụ nữ mà có, cũng thể dùng cho nam giới luôn. Cái nguyên liệu của nó là được dùng để mà chữa trị cho cái viêm đường tiết liệu là của đàn ông đúng không? Viêm phụ khoa. Và cần mà đặc biệt á, phụ nữ mà cái thời kỳ tiền mãn kinh với người mãn kinh á, là khi mà chúng ta uống những cái thứ này vô, chúng ta sẽ giải độc cơ thể đi ra, nó ra bằng cái đường nước tiểu đúng không? Nhờ, mà cái phụ nữ mà đã mãn kinh hoặc là tiền mãn kinh thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là hôi, cho nên là các bạn nên sử dụng đó, nên sử dụng cái này. Cái này nó làm bằng chinh nữ hoàng cung mà đó. Người dùng là uống 1 viên một lần một ngày đó, và nên uống vào cái thời điểm cố định trong ngày. Ví dụ như các bạn quy định là uống buổi trưa thì các bạn uống buổi trưa thôi. Ta uống cho cái cơ thể chúng ta nó lọc đó, nó những cái chất thải lọc nó đừng có bỏ những cái mùi. Tôi thấy bây giờ các bạn nữ thì hay dùng cái nước hoa vùng kín. Có một người hôm trước chào chào tôi nè, nhưng mà tôi thấy ngại ngại, cái đó là tôi không mấy, nó cũng rẻ tiền, chả bao nhiêu tiền. Nhưng mà thay vì các bạn dùng cái đó bên ngoài á, thì cái này nó thơm từ bên trong. Dùng cái đó bên ngoài nó chỉ cái bên ngoài thôi, nó được bao nhiêu giây, bao nhiêu phút thôi, đúng không? Mà nên dùng. Cái này nó có nhiêu tiền? Có 200 ngàn à. Một hộp 30 viên. Chúng ta uống một hộp thì chúng ta nghỉ một thời gian, chúng ta uống, chứ đâu phải uống liên tục. Tôi nghe các bạn nói rằng là có một số bạn nói là về cái vấn đề xương khớp các bạn, về cái sụn cá mập xương khớp này, hầu như tôi chưa thấy khán giả nào chê hết nha.
mà họ uống xong rồi cái người mà quay trở lại mua tới lần thứ ba, lần thứ tư rồi cũng có. Có nhiều bạn đó là đau cả tay co lại đi không nổi, mà đến hồi mà uống mới uống được có nửa hộp phân nửa mà đã thấy nó giảm bớt và khỏe rất là nhiều. Nên các bạn nên dùng mấy cái sản phẩm này để nó hỗ trợ sức khỏe cho mình nha. Cái thực phẩm này, cái này bây giờ nó đang đang trong thời gian khuyến mãi, thời gian công ty nó khuyến mãi mà nó để nó lấy thị trường mà các bạn không chịu dùng, mai mốt nó lên giá làm sao các bạn dùng nữa. Bây giờ giá của nó là giá thành của nó quy định là hình như là 600 như đó, mà giờ nó giảm, mình xin nó giảm còn 500 và nó còn tặng thêm một hộp này nữa. Hộp này là trị về xương khớp, còn hộp này là trị về cái sụn, mà xương với sụn thì nó đi liền với nhau, cho nên là các bạn nên, nếu mà có điều kiện kinh tế thì nên dùng. Người nào nhẹ nhẹ thì có thể dùng khoảng chừng hai liệu trình về ngưng, còn người nào có đau khớp hay nặng nặng thì ta dùng 3-4 liệu trình là chúng ta ngưng. À, chỉ chúng ta dùng thuốc thời gian chúng ta phải ngưng, cái này không phải thuốc, cái này thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nhưng chúng ta phải ngưng để cho cái thận của chúng ta nó được tiêu hóa, nó được nghỉ ngơi. Còn những cái bạn mà nên uống thường xuyên đó, đó là những cái chất giống như là collagen hoặc là hồng sâm, hồng nhung, cái đó là các bạn nên uống thường xuyên mỗi ngày. Mà chính nên uống cái đó thì nó sẽ là làm cho cái máu của chúng ta nó lưu thông, nó hỗ trợ cho các cái loại thuốc này tiêu rất là nhanh. Collagen thì cũng giống như mấy bữa thôi, mua hai thì được nhận thành ba, mà mua ba được nhận thành năm, giá thì đúng giá của công ty đưa ra là 750. Còn đây là yến, yến này dùng để tặng thì yến hôm trước là 350 đúng không, 350, hôm nay mình nói công ty thì công ty đồng ý giảm xuống cho các bạn là 320. Cái yến để tặng là 6 hộp nè, 6 hộp bao gồm có là cái gì không biết thì, nhưng mà đưa cho các bạn xem một chút nè. Đây nè, có hộp 6 hộp, nó là bao gồm là có hạt chia, hai hộp hạt chia, hai hộp có đông trùng hạ thảo và hai hộp có hồng xanh. Ai em đây nè, hai hũ chứ mà nó nhỏ hai hộp. Trời ơi sao mình nói cái này mà mình không chịu mở hết, mình đúng là nhiều khi mình lo ăn quá mình không chịu mở cái này cho các bạn xem. Ở đây không có đâu, đây thì mình mở trên Zalo này. Mấy thực phẩm này các bạn nên sử dụng, còn nếu mình nhà có người lớn tuổi thì mua tặng cho những người đó cũng được, mà mua tặng cho người ta mua tặng liệu trình chứ không mua tặng có một hộp ta uống hết, uống hết tặng tiếp hả, uống hết tặng tiếp thì được. Bạn nào buồn ngủ thì cứ việc đi ngủ, rồi mai là mình sẽ cắt cái phần này ra bên video các bạn coi tiếp, hoặc là những cái phần trên này thì mình sẽ giới thiệu, mình để khoảng chừng 5-10 phút rồi cho bạn coi, rồi bạn coi tiếp, chứ mà để nhiều quá thì bên đây họ sẽ không cho, không đồng ý nha. Để mình mở bên Zalo lên cho các bạn. Để mình cái phần yến rồi. Đây nè, đây là cái phần yến ha. Yến đó là yến kia, còn yến này thì đó, yến này các bạn dùng để biếu. Yến uống rất tốt cho sức khỏe các bạn. Hồi nói về phản hồi về yến thì mình thấy cũng rất nhiều khán giả phản hồi, nhưng mà chỉ có một cái từ rất ngon. Chưa thấy một người nào chê cả. Mà những cái khán giả mua yến lúc đầu là mua 10, 11 hộp, 15 hộp, 20 hộp, sau số lượng cứ mua lên là 30, 40. Yến này nó không kén nha các bạn. Trẻ em tới người lớn đều uống được. Trẻ em mà từ 6, 7 tuổi lên là uống vô tư, rất tốt. Mình bây giờ mình quen mỗi ngày mình uống hũ, không uống không được. Và ngoài ra khi các bạn mua cái ba hai mấy cái hộp collagen này đó, mua hai được tặng ba, nhận thành ba và nhận tặng thêm một cái hộp sữa tắm collagen này nữa. Cái này là do bên công ty nha, họ khuyến mãi theo nha. Hoặc là nhận một cái này, hoặc là nhận một cái dầu gội đầu, một cái sữa tắm hoặc là dầu gội đầu. Mà cho dù các bạn mua cái quy trình là mua 3 hộp
được nhận 5 hộp, vẫn được một hộp sữa tắm và một chai dầu gội đầu, chọn một trong hai sữa tắm dầu gội đầu. Còn cái bạn nào nếu mấy em nó bỏ quà mà thiếu á, thì các bạn nhắc để lần sau chuyển giao qua cho các bạn. Thì cái đó là những cái giờ ngoài ra chúng ta còn có những cái sữa tắm của Nhật, thì các bạn nào thích thì đưa ra. Có vẫn còn kem nhân da hay là kem đánh răng, bột trà răng. Ngày mai thì cái kem nghệ nano nó về, mai cái kem nano về để mình coi giá như thế nào. Còn các bạn nói về bị suy giãn tĩnh mạch rất là nhiều, đây là cái mình đang uống nè, cái này là của Venboten của Canada sản xuất nhập khẩu về Việt Nam, một ngày uống 2 viên, hình như nãy giờ mình chưa uống phải viên uống. Cái này là mình nói với các bạn là cái bệnh mà suy giãn tĩnh mạch là uống suốt đời, không có cái chuyện mà uống nữa hết, làm gì có vụ đó. Và một cái gọi là xoa, một cái uống một cái xoa của Nga. Xoa thì chỉ có hiệu của Nga là tốt, à mấy cái hiệu khác dở. Nhưng mà uống là một chuyện, để trị cái bệnh này, bản thân mình là người bị bệnh này, các bạn chỉ ngồi khoảng 1 tiếng hoặc hơn tiếng đồng hồ phải đứng dậy đi. Các bạn thấy mình ngồi ngồi mà 2 tiếng hoặc cái lần hồ mình có vấn đề, mình phải đứng dậy đi tới đi lui rồi ngồi tiếp, hoặc nếu đứng lâu thì cũng phải đi lui. Mà những người bệnh này thì đừng mang giày cao gót nhé, cái chuyện này giống như bà đẻ đi nhẹ nói khẽ, nói thì không có nói khẽ mà đi thì nhẹ. Cái này là thuốc thoa xuất phát từ Nga các bạn, giá nó 230, nhưng cái này cực tốt. Mình xài mấy năm nay mình xài có hai loại này thôi, cái xoa bóp của Nga, cái này các bạn xoa bóp này khỏi mang vớ. Và cái da chân của mình lúc nào nó cũng chỉ hơi xanh xanh chứ nó chẳng bao giờ mà nổi qua mạch tím đó. Mình rất là kỹ hai cái chân, như chân mình không nổi, mà nổi qua mạch tím là các bạn coi chừng có thành vấn đề rồi đó, nó nổi ra những cái gân máu tím tím rồi các bạn. Rồi sau vài bữa là cái gân xanh nó sẽ nổi thành cục cục, nhìn nó xấu lắm như cái mạng nhện vậy đó, và nó còn sẽ bị dập bẻ nữa. Cái này nè, mà nếu mà chúng ta không dùng cái này, cái thành tĩnh mạch của chúng ta nó không quay lên được á, thì chúng ta sẽ bị cái vấn đề là nó bị nghẹt tĩnh mạch, là nó không có bơm đủ máu về cho tim, chúng ta sẽ bị thiếu máu cơ tim, nó sẽ đẻ ra vấn đề. Cái bệnh này nó biến chứng dữ lắm chứ không có đùa đâu, nó cũng không thua gì tiểu đường hết, cho nên là chúng ta phải biết, chúng ta bảo vệ trước cho sức khỏe chúng ta. Bây giờ uống thuốc thì bao nhiêu chịu cho nổi, chỉ có thực phẩm bổ sung thôi. Cái này thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hàng này hàng nhập khẩu từ Canada. Còn mấy cái hàng của Mỹ mà quảng cáo là gì Bivo gì Bivole gì Bivol gì đó là mình uống không được, mấy thứ đó mình uống không được. Uống gì một ngày uống 6 viên, mỗi lần uống 3 viên, uống có mà chết, uống sao nổi. Cái này nơi quy trình sản xuất yếu mà. Cái xăm này nó phục hồi sức khỏe rất tốt rồi, sao một số bạn lại không uống vậy? Đây. Xăm này các bạn. Nguyên hộp này 380 một cọc 2 viên, để mình lấy mình lấy xăm mình uống. Giờ mình chưa uống. Này các bạn để tủ lạnh hoặc bạn bỏ trên lớp đá uống rất là ngon. Cái này nè, yến nè, cái gì collagen nè, các bạn có để tủ lạnh các bạn uống cực kỳ ngon. Bỏ thêm miếng nước đá vô cũng ngon. Bây giờ đá đắng gì nữa. Đây. Cái này là sâm nè các bạn. Uống luôn. Dân mà là dân không dùng sâm được mà uống. Mùi nó thơm lắm. Nó là hồng sâm. Uống luôn. Thì ngon.
Cái giải gặp gan không ơi, chắc có khoảng một tuần nữa là nó sẽ có hàng, nó bị gãy hàng thì trời ơi Ly đã đi rồi. Tan được các mạch máu trên da không hả? Khi uống á là mình phải uống từ đó nó nổi lên, nó nổi lên rồi nó không tan được, nó chỉ làm cho là các mạch máu nó không phát triển thôi, chứ còn nó nổi lên là không tan được, nó làm cho cái mạch máu không phát triển thôi chứ còn không tan. Bữa nào nó tan là xạo á nha. Bạn nào mà muốn mua hàng thì cứ việc đăng ký cái số điện thoại trên Zalo nè, điện thoại hoặc là Zalo nha. Còn bạn nào tư cần tư vấn hỏi thêm cái gì, tại vì cơ địa mỗi người một khác, thì bạn cứ nhắn vào Zalo thì mình sẽ sắp xếp thời gian hồi chiều. Nhưng coi nhớ là coi như là em nó gửi cho mình là một người, hai người, ba người, bốn người, mà mình 2 tiếng đồng hồ mình chỉ tư vấn được có 2 người, người khoảng 1 tiếng đồng hồ, tại vì một cơ địa của mỗi người khác nhau. Còn 2 người khác thì chắc có lẽ bận, sao mình like mình tư vấn cái hồi trễ giờ like rồi. Chị cái hộp chữa trị mang kinh của phụ nữ là hiệu gì? À cái này à, Eva tiếp 3 cây em đó là của Việt Nam nha các bạn, của Việt Nam nhưng mà dùng nguyên liệu của nước ngoài, chứ có chinh nữ hoàng cung của Việt Nam này. Cái này tại Việt Nam làm thôi, không thôi luôn nha. À, cái hộp nó cũng đẹp chứ hả? Đây, cái này là của cái này cả phụ nữ mà đàn ông mà bị đường tiết liệu cũng uống được luôn, cái này dành cho cả nam cả nữ nha, nam nữ. Một ngày uống 1 viên, uống vào đúng 1 giờ, có định như uống buổi trưa hay là buổi chiều gì đó, uống đúng giờ nào đúng 1 giờ để cho nó uống đúng giờ, để cho cái cơ thể chỗ đó nó co bóp cho nó đều nha. Đặc biệt là những cái bạn mà đã mãn kinh mình nên uống, tại vì nó cho cái mùi của nó, nên bổ. Mình lớn tuổi là mình cái ăn ít, ăn nhiều khi ăn không được thì các bạn nên bổ sung cái này. Và tôi khuyên là những người lớn tuổi là các bạn nên uống nước nhiều vô nha, sẽ bị cái dạng là khô da, bị khô da. Uống nước, bổ sung nước nhiều vô, bổ sung trái cây nhiều vô thì nó sẽ hỗ trợ cho mấy cái này nó lưu thông. Thôi được rồi, chúng ta tạm dừng này là được rồi. Quay đi. Nó tạm dừng cho chúng ta để máy. Chứ còn cái nào mà dùng nhiều ấy thì cái này là thực phẩm bảo vệ sức khỏe thôi, chứ không có phải ấy. Mà nếu các bạn là đưa qua Mỹ mà đưa qua thì đưa được cái sụn cá mập, tại vì nó có cái FDA với cái tiếp theo đâu rồi ta? Đâu rồi? Đây. Cái trồng axit á, ngay cái này nó có chứng nhận FDA là của Hiệp hội Hoa Kỳ, nó xin được giấy phép của Hiệp hội Hoa Kỳ, thì cái này đưa vào Mỹ, vào châu Âu, vào Úc thì được, bởi vì nó bằng viên, nó bằng dạng nước thì không đi được. À, nước thì không phải bên kia không cho vào, mà hải quan Việt Nam mình nó tính cái giá trời ơi đất hỡi lắm, chịu không nổi, mà nó bắt rồi giấy phép này giấy phép kia. Còn cái này dạng viên thì đi được, với điều kiện là cái này với cái sụn cá mập á thì nó có cái FDA là cái tiêu chuẩn của Hiệp hội Hoa Kỳ. Còn mấy cái này thì nó có tiêu chuẩn nhưng mà nó chưa xin được cái tiêu chuẩn của Hiệp hội Hoa Kỳ đó, chứ nó không vào được nha. Như cái xương khớp này nè, nó đạt tiêu chuẩn quốc tế, đạt tiêu chuẩn Đông Nam Á, tiêu chuẩn Việt Nam, nhưng mà nó không xin được cái FDA này, nghĩa là nó xin giấy phép mà chưa xin được. Để các bạn biết rồi, nhiều khi nó xin rồi mà chưa được duyệt, được qua FDA duyệt đâu phải là chuyện đơn giản, đúng không? Nên có một này như cái này nó đầy đủ cái thương hiệu hết à, đó của Việt Nam, của quốc tế nước nào cũng được, nhưng mà vô FDA thì chưa được, tại xin giấy phép rất là khó. Qua bên ông Hoa Kỳ ông có duyệt hay không thì mới được vào nước ổng, ông không duyệt thì đâu có vào được đâu. Ừ. Đó là một số cái về thực phẩm chức năng mình giới thiệu các bạn. Cái kem nó răng với cái bột trà răng nó bây giờ nó còn mỗi thứ còn có mấy chục cây, sắp hết rồi đó nha các bạn. Bạn nào mà mua thì mua để vài bữa là không có hàng nữa đó. Nó bị gãy hàng đó. Chị Hiền Trương, cái hộp chị chữa trị
Quốc phụ nữ là hiệu gì? Hồi nãy mình nói các bạn rồi đó. Đây là cái hiệu của Việt Nam nha. Rồi các bạn nào có thắc mắc gì thì hỏi thêm ha. Rồi chúng ta chào tạm biệt tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh rất nhiều. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại vào ngày mai. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ mình vấn đề hàng hóa. Tuy là nó mới được hơn nửa tháng nhưng mình thấy mọi việc đều rất là thuận lợi. Nó trong thời gian đầu mở ra nó có những cái mình nó sai sót về bao bì, về sản phẩm, về gói, về giao hàng. Thì các bạn góp ý với mình nha. Và nếu có những cái gì mà nó không hài lòng thì mình xin được phép xin lỗi cho các em. Nó nhiều khi nó cũng nhiều quá, nó không kịp trở tay nha. Xin chào tạm biệt và cảm ơn các bạn rất nhiều.